Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay các bạn khỏe không? Quốc Thanh thì luôn mong muốn các bạn luôn luôn có một sức khỏe thật là dồi dào. Để cùng với Quốc Thanh khám phá những cung đường, những địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam cũng như trên thế giới. Và ngày hôm nay, điểm đến tiếp theo mà Quốc Thanh xin muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là khu du lịch Thác Đam Ri, một trong những địa điểm rất là quen thuộc với khách du lịch mỗi khi đến với thành phố Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng. Nào, các bạn hãy sẵn sàng ngồi trước màn ảnh nhỏ và theo dõi cùng mình nhé. Xin mời. Địa chỉ khu du lịch Thác Đam Ri thì nằm tại thôn 4, xã Đam Ri, thành phố Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng. Đường vô thì rất là thoải mái, rộng rãi. Chúng ta có thể đi bằng xe gắn máy, xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ hoặc là xe 45 vân vân. Chúng ta có thể vào thẳng vào bên trong luôn. Rất là tiện lợi các bạn nha. Từ trung tâm thành phố Bảo Lộc, các bạn di chuyển về phía Tây Bắc, men theo con đường Lý Thái Tổ, trải nhựa rất là đẹp. Chúng ta sẽ đi qua những cái đồi cà phê, những cái đồi chè bạc ngàn, những cái vườn dâu xanh ngắt, di chuyển khoảng chừng 18 cây số thôi là chúng ta đã đến được với khu du lịch Thác Đam Ri đó các bạn. Toàn bộ khu vực Thác Đam Ri thì rộng khoảng chừng 330 hecta, bao gồm những khu rừng nguyên sinh, khu du lịch hay các cái thác nhỏ như là thác Đa Sara và thác Đạ Tôn, như là một bản sao y của cái thác Đam Ri chính mà chúng ta chuẩn bị tham quan đó các bạn, cũng mang một cái vẻ đẹp hùng vĩ như thế. Thì ngoài ra nó còn có một cái bản làng nhỏ nơi mà người dân tộc Châu Mã sinh sống đó. Thì từ đầu cổng chào cách xa vài chục mét thôi mà du khách chúng ta đã nghe được cái tiếng ầm ầm cuộn trào của dòng thác đổ mạnh xuống mặt nước. Đường dẫn vào trung tâm khu du lịch có một cái cây cầu xi măng dài khoảng 20 mét bắc qua suối qua đến đỉnh thác luôn. Thì tại đây du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của thác Đam Ri, nó như một cái bức tranh hùng vĩ giữa núi rừng tuyệt đẹp vậy đó các bạn. Mà để mà đi xuống được khu vực thác bên dưới đó, chúng ta có hai cách để mà lựa chọn nha. Mọi người có thể chọn cách thứ nhất, đó là đi bộ qua những cái công viên và những cái chiếc cầu để chúng ta đến với thác. Cách thứ hai đó là chúng ta có thể mua một chiếc vé để chúng ta đi cái máng trượt. Cái máng trượt này là dành cho những vị khách nào mà chúng ta muốn trải nghiệm cái cảm giác mạnh. Và đi cái máng trượt này nó cũng sẽ không làm mất đi cái vẻ đẹp của thiên nhiên đâu mọi người. Từ trên cao chúng ta đi qua những cái rừng thông và chúng ta qua những cái khu rừng già, chúng ta ngắm toàn cảnh hùng vĩ từ phía trên. Và cái điểm đến của cái máng trượt này đó chính là cái thác Đa Sara. Cái thác Đa Sara nha mọi người. Đó, thì từ đây chúng ta bắt đầu tham quan. Chúng ta đi từ từ lên trên đó mọi người. Chúng ta tham quan thác Đa Sara, chúng ta đi từ từ lên đến cái thác chính, đó là thác Đam Ri. Con đường đi cũng khá là đẹp, rất là thú vị nha mọi người. Còn cách thứ hai đó là chúng ta chọn cái cách đi bộ. Cách đi bộ này rất là hấp dẫn nha. Nó sẽ đưa mọi người qua một cái cánh rừng già. Đó, cánh rừng già. Và nó sẽ đưa mọi người qua một cái cầu rất là đẹp. Cái cầu này nó sẽ bắc ngang qua cái dòng suối Đam Ri á. Thì chúng ta có thể nhìn đây nè. Đó, và đằng kia là cái thác đó mọi người. Cái ngọn thác luôn đó. Cái con đường này á, vào mùa mưa thì chúng ta đi hay cẩn thận nha, bởi vì nó rất là trơn. Và đặc biệt nữa là cái gì các bạn? Đặc biệt nữa là chúng ta đi á, chúng ta nghe được cái tiếng thác nó reo ầm 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 ầm. Mà đi cái mùa này phải là đi vào mùa mưa nó mới đẹp, chứ còn đi vào mùa nắng thì không đẹp các bạn. Chủ yếu là vào tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 là cái mùa mà thác nước đổ nhiều, tháng 10, 11 luôn. Tức là những tháng mà khoảng giữa năm trở đi á, chúng ta thấy. Đó. Và đi cái chỗ này chúng ta có một cái trải nghiệm nữa là nếu mình đi từ hướng đầu thác xuống á, chúng ta muốn xuống dưới chúng ta phải đi bằng thang máy nha mọi người. Đây là cái lối để vào thang máy để chúng ta ngắm từ trên đỉnh thác, chúng ta ngắm xuống tới chân thác của thác Đam Ri luôn. Đó là một cảm giác mà Thanh đảm bảo với mọi người rằng là sẽ nhớ hoài, không bao giờ quên đâu mọi người. Rất tuyệt vời luôn. Theo tương truyền thì tên thác Đam Ri Bảo Lộc chính là sự kết hợp của một chàng trai nghèo tên là Đam và một cái cô gái tên là Hờ Bi. Thì chuyện tình giữa chàng trai nghèo và cô gái con của một gia đình dân tộc Cò Ho giàu có. Cả hai thì đem lòng yêu thương nhau nhưng lại bị gia đình cô gái ra sức ngăn cản. Thì bỗng một ngày chàng trai bị mất tích, không để lại bất kỳ một cái dấu vết nào. Cô gái Hờ Bi rất đau lòng và cứ ngồi khóc mãi và đợi mãi nhưng vẫn không thấy người trai đó quay trở về. Thì người ta nói rằng nước mắt của cô đã trở thành cái dòng thác lớn đổ xuống. Chính nơi đây là địa điểm hẹn hò của đôi tình nhân lúc xưa đó. Vì thế mà người dân đã lấy tên nơi đó đặt là Đam Ri, mang ý nghĩa là chờ đợi,
để đặt tên cho dòng thác này. Và Damri cũng chính là tên của chàng trai và cô gái đó đó các bạn. Đó là truyền thuyết về cái thác Damri mà chúng ta đang ghé tham quan đó. Nếu như mà bạn không thích đi đường bộ lên đỉnh thác thì chúng ta có thể chọn di chuyển bằng thang máy để có thể ngắm nhìn toàn bộ thác từ trên cao. Và khi đến thác Damri đó, du khách không thể bỏ qua những cánh rừng nguyên sinh tuyệt đẹp với rất nhiều loài động thực vật quý hiếm. Không gian nơi này cũng vô cùng thích hợp cho những buổi dã ngoại nè, picnic nè, cùng bạn bè người thân vui chơi thư giãn và hòa mình cùng với thiên nhiên. Thân mến, thì khi đến với khu du lịch thác Damri đó, chúng ta không chỉ là trải nghiệm tận mắt chứng kiến cái sự hùng vĩ, cái sự nên thơ và cái vẻ đẹp của thác Damri, mà chúng ta đến với khu du lịch thác Damri á, chúng ta còn có nhiều dịch vụ trải nghiệm khác đó, rất là thú vị và đặc biệt luôn. Một thành ví dụ như chúng ta có thể đến đây cắm trại nghỉ qua đêm và giao lưu văn hóa cồng chiêng với các dân tộc ở đây, hoặc là chúng ta có thể thuê một căn bungalow để cho cả gia đình chúng ta có thể trải nghiệm một đêm tại cái không gian núi rừng. Bên cạnh đó, chúng ta còn có những cái dịch vụ như là chúng ta tham gia các cái trò chơi khu vận động như là đu quay, cái trò đu quay đó rất là đẹp nha mọi người. Hoặc là chúng ta tham gia hồ bơi trật nước, rồi đi xích thú hoặc là cưỡi voi, vân vân, nhiều, rất là nhiều. Chúng ta có thể có những cái phút giây ý nghĩa cùng với gia đình mình ở đây. Còn ngoài ra thì ở đây nó còn có khu nhà hàng, nó phục vụ đầy đủ các loại món ăn, chủ yếu là cái món ăn núi rừng cũng rất là tuyệt vời những các bạn đó. Và bên cạnh đó nó còn có một siêu thị, cái siêu thị cũng bán tất cả các loại đặc sản của Tâm Châu, đặc sản của Damri nè đó. Mọi người có thể là đi vào tham quan và chọn cho mình những cái món quà, những cái sản phẩm mà mình ưng ý để chúng ta làm cái kỷ niệm, làm cái món quà trong cái chuyến đi khám phá Damri của mình ha. Và các bạn thân mến, thì đến đây phần giới thiệu về thác Damri cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Quốc Thanh cũng xin lỗi các bạn bởi vì những video hôm nay quay nó hơi bị lắc, mong các bạn lượng thứ bỏ qua. Kính chúc các bạn có một buổi xem video về thác Damri thật là vui vẻ, thật là ý nghĩa. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.